Sau một chặng đường đã qua thì Vũ Hà thấy Minh Ngọc là một thí sinh có rất nhiều tố chất, cố gắng và thay đổi bản thân lên từng ngày từng tập. Mình thấy là Ngọc là một cô gái rất thông minh với giọng hát trời phú và cách xử lý trẻ trung và hợp lý. Nhớ ngày đầu mà Vũ Hà gặp Minh Ngọc, một cô bé ngây thơ, một cô bé hồn nhiên và tiếp thu rất là giỏi cái những gì mà Vũ Hà đưa ra. Suốt chặng đường vừa qua, Ngọc cảm thấy một điều, đó chính là Ngọc thay đổi hoàn toàn. Và Ngọc cảm thấy mình thật may mắn khi quyết định tham dự chương trình Trời Sinh Một Cặp, gặp được ca sĩ Vũ Hà. Theo thể lệ của cuộc thi thì chúng ta phải thể hiện một ca khúc mới, tìm một bài hát và tìm một sáng tác mới để hát cho đêm chung kết này là một chuyện nhỏ. Hãy đón xem cặp đôi của Minh Ngọc và Vũ Hà mang đến điều gì cho quý vị trong tiết mục này.